trần tất văn bài biểu lui vạn binh mã sáng ngời mảnh đất địa linh nhân kiệt trạng nguyên trần tất văn người làng nguyệt áng tổng đại hoàng phủ kinh môn trấn hải dương nay là thôn nguyệt áng xã thái sơn huyện an lão thành phố hải phòng ông là tác giả bài biểu lui vạn binh mã nổi tiếng không chỉ ở việt nam mà còn ở khắp thế giới hán học xưa trạng nguyên trần tất văn sinh ra trong một gia đình họ trần dòng họ nhà nho thời hậu Lê năm 1496 đến năm 1571 do xuất thân là dòng dõi quý tộc được thừa hưởng tư chất thông minh và được học hành đầy đủ nên ngay từ nhỏ Trần Tất Văn đã nổi tiếng về hiếu học chăm ngoan qua nhiều năm miệt mài đèn sách ông đã vượt qua kỳ thi Hương Đỗ Giải Nguyên thì Hội Đỗ Hội Nguyên thì Đình Đỗ Trạng Nguyên học vị cao nhất tại kỳ thi năm Bính Tuất nên hiệu thống nguyên tức năm 1526, đời Lê Cung Hoàng. Ông là trạng nguyên duy nhất của huyện An Lão dưới thời phong kiến, đồng thời đứng thứ 30 trong tổng số 47 trạng nguyên của cả nước. Ngay Trần Tất Văn được vua ban cờ, biển, cho về lễ tạ tổ tiên và các thầy học cũ, dân làng đã nổ nước đón rước người ham học, đỗ cao, làm vẻ vang cho quê hương, dòng họ. Sau khi đỗ trạng nguyên, Trần Tất Văn được bổ làm quan trong ngự sử đài của vua Lê Cung Hoàng. Đây là cơ quan chuyên can gián, đàn hặc các quan lại trong triều đình khi họ làm không đúng theo luật và lệnh của nhà vua. Sau khi đàn hặc, quan trong ngự sử đài có quyền tâu thẳng lên vua những việc làm sai trái của các quan trong lục bộ hoặc ở các chấn, sau đó tâu biện pháp xử lý các quan này để vua quyết định. Giữ chức vụ tả thị lang trong ngự sử đài, Trần Tất Văn là quan tá nhị tức là người đứng thứ hai trong ngự sử đại, trật tòng tam phẩm. Trạng Nguyên Trần Tất Văn được người đời suy tôn, nề trọng vì tấm lòng đức độ, dốc tâm khuyến học, lo đời, sống thành mạch không màng công danh, phú quý, người đương thời rất không phục khẩu khí của bài biểu do ông soạn cho vua Mạc để gửi cho nhà Minh. Lúc bấy giờ Mạc Đăng Dung mới khai lập nên vương triều nhà Mạc, lòng người còn chưa yên, nhà Minh giờ chiêu bài phù lê nhằm nhe xâm lược nước ta sai viên tướng có tiếng là thao lược mau áo ôn đem đại quân áp sát biên giới Hồng gây áp lực đòi cống nạp cướp đất đòi nộp con tin đòi cống thợ giỏi đòi tìm con cháu nhà lê để lập ngôi vua biết được nhân cách tài năng và tư tưởng tiến bộ của trạng nguyên trần tất văn mạc đăng dung đã giao cho ông một mạnh quan của triều đình cũ chuyên lo việc giao bang với nhà minh tìm mọi cách để đất nước tránh được cuộc can qua binh lửa đó chính là bối cảnh mà trạng nguyên Trần Tất Văn đã dốc hết tâm lực, trí tuệ, sự hiểu biết, tài ngoại giao ứng đối của mình vào việc soạn bài biểu nhân danh Sơn Hà xã Tắc gửi triều đình nhà Minh. Sách Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đề chép lại bài biểu này với cái tên Một bài biểu lùi vạn binh, trong đó có câu rất nổi tiếng như Vị tiểu quốc bất học vô nhân, lễ nghĩa hà túc thâm trách. Mẫn An Nam vô cô xích tử, phong nhận nhẫn sử hoành la, có nghĩa là cho nước tôi là vô nhân ít học thì lễ nghĩa sao đáng trách. Bảo thương dân An Nam vô tội, nữ nào đem gươm giáo đâm chém. Tường truyền mà bà Ôn đọc tờ biểu đã rơi nước mắt rồi quyết định lui quân. Trong lịch sử giao bang thời quốc gia Đại Việt, lời lẽ và sức mạnh của bài biểu lui vạn binh của trạng nguyên Trần Tất Văn có thể được sánh ngang với lời đối đanh thép đằng giang tự cổ huyết do hồng của sứ giả Giang Văn Minh. Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi, trong số 47 trạng nguyên của nước nhà, Trần Tất Văn là trạng nguyên thứ 30 của các triều đại lý Trần, Hậu Lê và là trạng nguyên thứ 21, cũng là trạng nguyên cuối cùng của nhà Hậu Lê nổi tiếng trong lịch sử phát triển giáo dục, đào tạo hiện tại của nước ta thời trung đại. Khoa Thị Đình năm Thống Nguyên thứ 5 tức năm 1526 này. Do tình hình loạn lạc nên không dựng bia tiến sĩ ở văn miếu Thăng Long, nhưng tên Trạng Nguyên Trần Tất Văn được ghi ở tất cả các sách đăng khoa lục. Tất cả các sách đăng khoa lục đều ghi rõ Trần Tất Văn, người làng Nguyệt Áng, huyện An Lão, đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ, đệ nhất danh khoa Bính Tuất, niên hiệu Thống Nguyên thứ năm làm quan nhà mạc đến chức thượng thư, tước hàng xuyên bá, từng được cử đi sứ nhà Minh con ông là Trần Tảo, đỗ đồng tiến sĩ khoa Ất sửu, niên hiệu thuần phúc 4, triều mạc, làm quan đến chức thừa tránh sứ. Trong lịch sử khoa bảng nước ta thầy quân chủ chuyên chế, gia đình có cha đỗ trạng, con đỗ nghè thì chỉ có 7 gia đình mà thôi, trong đó có gia đình Trạng Nguyên Trần Tất Văn. Làng Nguyệt Áng, nơi Trạng Nguyên Trần Tất Văn sinh ra và lớn lên, có mạch núi cao, sông cửu biểu lượn quanh, đất đai tươi tốt khí tinh hoa tụ họp lại. Bởi thế, dân làng còn mãi truyền tụng câu đối ca ngợi truyền thống hiếu học của quê hương do cha con trạng nguyên Trần Tất Văn là người đắp nền móng. Một áng văn chương dò đâu đó nền tề tướng đất trạng nguyên là nguyệt áng địa linh nhân kiệt. Mấy hàng chữ đáng là bao của thượng thư nhà án sát đất cổ am nguyện lộng phong lâu. Trải qua bao biến thiên thăng trầm của lịch sử nguyệt áng vẫn đang là một làng quê nghèo dù rất hiếm cơ may để được học hành thi cử nhưng bù lại thời nào là nguyệt áng nói riêng xã thái sơn nói chung cũng xuất hiện những người sáng dạ ham học hành việc học hành trở thành nỗi ao ước cháy bỏng trong đầu mỗi người dân thái sơn an lão khắp trong xã ngoài làng đi đâu cũng thấy cảnh dòng họ này thi đua với dòng họ khác ông dạy cha cha dạy con để cùng nhau tạo nên một truyền thống ông đỗ, cha đỗ, con đỗ, cả nhà đỗ. Tấm gương hiếu học, suốt đời mang nghĩa nặng, tình sâu với quê hương, gia đình, dòng tộc của trạng nguyên Trần Tất Văn từ ngàn xưa vẫn được lưu truyền nhưng gọn tuệ đăng, dọi tới ngày nay. Chẳng thêm mà trên mảnh đất Thái Sơn bây giờ vẫn còn lưu giữ rất nhiều dấu tích gắn với việc học hành của trạng nguyên Trần Tất Văn như núi trồng sách, đường bút nghiêng, đường đống đế, lăng nghe khi làm quan dưới triều mạc thấu hiểu được tấm lòng và tình cảm của người dân quê hương ông đã bỏ tiền hưng công xây dựng trên mảnh đất hương hỏa của gia đình ông một ngôi chùa để người dân ở đây có điều kiện sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tu thiện tích đức người dân làng nguyệt áng truyền tụng rằng chùa quan trạng tên chữ là vĩnh khoái tự có quy mô rất rộng rãi khang trang nằm trên một gò đất cao giáo rộng tới một phần hai mẫu bắc bộ ngoài việc xây chùa Trạng Nguyên Trần Tất Văn thấu hiểu nỗi cực nhọc của người nhân dân xây dựng khi phải lội qua nhánh sông nhỏ mùa hè cũng như mùa đông giá lạnh. Ông đã bỏ tiền làm một cây cầu đá xanh ba nhịp dài 7 mét. Hiện nay, chiếc cầu đã bị đổ. Nhân dân địa phương còn lưu giữ được nhiều cấu kiện của chiếc cầu là những khối đá xanh còn trong di tích. Cho đến nay, người dân Nguyệt Áng vẫn còn lưu truyền được bài thơ quan trạng về làng xây cầu đá. Hôm qua còn lội qua đầm, Hôm nay thanh thản qua cầu đá xanh Cầu này cầu ái cầu ân Công ơn quan trạng có tâm với làm Đời chuyên rằng Năm nào ông cũng dành phần lớn bổng lộc vua ban Để gây quỹ khuyến học Giúp đỡ các học trò nghèo ở quê hương Trong ngoan học giỏi Nhưng tiếc thay Những di sản văn hóa mà trạng nguyên Trần Tất Văn Đã để lại cho quê hương Đất nước đã bị mai một Thất lạc, mất mắt gần hết một phần lớn là do khi Lê Trung Hưng giành được ngôi báu, với chính sách trả thù tàn khốc, toàn bộ Trần Gia Trang ở làng Nguyệt Áng bị san thành bình địa. Những công trình kiến trúc, nghệ thuật gắn với công ích của Trần Tất Văn, Trần Tảo đều bị phá hủy. Gia tộc họ Trần ở làng Nguyệt Áng, người bị giết, người bị đi đày hay phải trốn tránh khắp nơi, gia phả dòng tộc bị thất truyền. Theo Lê Triều Thông Sử, ngày 14 tháng 1 năm Quý Mùi, con trai quan trạng là thừa chính sứ Trần Tảo bị quân Lê trịnh bắt cùng với nhiều quan lại cao cấp khác của nhà mạc tục truyền cả gia đình trạng nguyên trần tất văn đã bị tàn sát ở bến thanh lâm dẫu di sản văn hóa của trạng nguyên trần tất văn còn lại không nhiều nhân dân nguyệt áng thái sơn chỉ còn lưu trữ được phế tích đền thờ quan trạng do tiền nhân xây dựng phế tích từ chỉ văn miếu hàng huyện và hậu cung chùa vĩnh khoát đều do quan trạng bỏ tiền của xây dựng tất cả các công trình này đều nằm trên khu đất thuộc trần gia trang thủa trước và đã được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia